Hello, xin chào toàn thể các bác nhá. Hôm nay em tiếp tục chuyển sang đánh chim cu gáy đây. Thì có kết quả thì em sẽ quay báo cáo các bác sau nhá. Tại cái đàn chim này nó ăn rất là muộn, tầm hơn 10 giờ bắt đầu nó mới ra thôi. Tại người đang làm việc rất là đông nên là chim vẫn chưa ra được các bác. Có kết quả em báo các bác sau nhá. Nếu có cái cảnh quay hay đẹp thì các bác hãy đăng ký kênh ủng hộ kênh cho em nhá. Và các bác nào cần mua lưới bên nhà em sẽ cung cấp hết nha, các loại lưới úp nha, các bác nha. Nặng quăng các bác nhé, chim khủng quá này các bác, để làm gỡ chim.
các bác nhé, chim giả đinh luôn. Hello, xin chào toàn thể các bác nhá. Hôm nay em tiếp tục chuyển sang đánh chim cu gáy đây. Thì có kết quả thì em sẽ quay báo cáo các bác sau nhá. Tại cái đàn chim này nó ăn rất là muộn, tầm hơn 10 giờ bắt đầu nó mới ra đây. Tại người đang làm việc rất là đông nên là chim vẫn chưa ra được các bác. Có kết quả em báo các bác sau nhá. Nếu có cái cảnh quay hay đẹp thì các bác hãy đăng ký kênh ủng hộ kênh cho em nhá. Và các bác nào cần mua lưới bên nhà em sẽ cung cấp hết nha, các loại lưới úp nha các bác nha.